Chào các bạn, hôm nay chữ hướng dẫn các bạn vẽ trục viết tinh viết tại tên Manlat cũng như các cộng đồng khác thì không ai chia sẻ cái trục viết tinh viết này cả, chắc là giấu nghề rồi. Và trước tiên để vẽ thì chúng ta cần phải hiểu là trục viết tinh viết là trục viết nó sẽ quay và mình làm quay bánh răng, là chúng ta sử dụng là bánh răng thăng khai, răng thẳng. Có một cái bài hướng dẫn về bánh răng thẳng ở đây, ứng dụng nguyên cái bài này để vẽ cái bánh viết luôn. Các bạn vẽ như sau. Trước tiên là nhận một cái trục ha. Mày không mua xét một cái datum từ Chrome lên với kích thước là chúng ta đặt m bằng 4, z bằng 50 đúng không ạ? Xong xét một cái datum lên từ Chrome ra. Thì kích thước nó sẽ bằng là kích thước của vòng chia của cái bánh răng á, kích thước của vòng chân răng á, bán kính chân răng. Cộng thêm cho cái bán kính của trục á. Các bạn tạo cho tôi một cái IC. Xong vào tiếp một cái datum nữa, chúng ta sẽ này hợp với lại cái top này á, một góc là bằng 360 độ chia cho 4 trên 1. Datum chúng ta tạo sai rồi đúng không? Rồi, giờ mới đúng rồi. Một cái tuần nữa tương tự 360 chia cho 4 lần trên 1. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái code này tập đầu đã. Bạn thấy chưa? DTM2, DTM3 và mặt ngoài nhé. Rồi chúng ta cho qua Orient. Chỉnh sao mà topic nằm ngang. Topic nằm ngang ha. Thì bài là topic đúng không? Topic thì nó chính là quay dựng lên nha. Tục bây giờ xây dựng lên, bắt đầu giá trị xây dựng lên. Ok,
xong muốn dùng tiếp cái dùng backover, ta chọn xe đo này nó có qua cái có một cái này. Các bạn. Rồi, chúng ta về tiếp ha. Chúng ta dùng insert hay con web cut. Ta luôn. Chọn mặt like được bạn. Bước này là sẽ bằng là em mà ngăn cho bi rồi ta dùng reference là sẽ là một cái đường tròn này là chân này là đỉnh ok à, ta đã có vòng chân và vòng đỉnh của ràng đây, ta chỉ cần là chép lại cái đó xong thì xong qua có đấy nha. Thước này là chia 4. Thước này cũng M chia 4. Bằng không cần nữa đi cho bạn thấy đối xứng cái này rồi nhưng mà gán cho nó nằm trên đường thẳng. Ok. Giờ chúng ta chỉ cần cắt thôi. Luôn ở phần bên như vậy. Một
tục quá. Mẹ em vừa thẳng kiếm một tục nữa. Cái tục này sẽ làm đối xứng. Và đối xứng qua. Ok. À, chúng ta xóa hết những cái nào mà còn dư lại. Xóa luôn rồi nhé. Xóa những gì không cần thiết. Xóa. Ta coi thử là dán vô hai cái này đối xứng nhau nha. Và đo cái thước nó xem là có đúng là đủ cho cái đăng hay không. Cái thước chúng ta quá lớn so với lại thì chúng ta giảm xuống. Giảm xuống còn lại 12. Ok. Và chúng ta bán tốt mà, đúng không? Dù đường thăng thai này nó có hơi lệch chút nhưng mà vẫn ăn khớp đều. À, đóng cái này lại. Ok. Ok. Ok được. Cái gì? Có gì đó không có được đúng hả? Có gì đó không được đúng. Bạn thử tìm thử cái gì đó không đúng. Thôi đều ổn rồi, đúng không? Rồi, tới đây nha các bạn. À, chúng ta chỉnh sửa cái đoạn này làm sao nó đối xứng như thế nào đó mà để được như thế này. Nhưng mà cái cách tôi hồi nãy đối xứng thì được. Rồi, ta ok. Làm review. Kết quả như các bạn thấy đó. À, các bạn công có gì đó thắc mắc nói mình.